Chào mừng toàn thể quý khán giả thân mến đã quay trở lại với số tiếp theo trên kênh Về Miền Tây Bắc. Hiện tại Long đang đứng ở cái đầu đường chuẩn bị đi lên nhà của ba bà cháu, căn nhà ở nhờ của bố dưỡng các cháu đấy. Ở đây là cái mặt đường lối liền giữa hai cung đường đèo gió của chúng ta này các bạn này, là giai đoạn 1 và giai đoạn 2 nữa, phải đi cách qua cái cung đường này. Đấy. Ba bà cháu thì hiện tại ở trên này lưng chừng quả đồi này cơ. Sáng nay Long nghe anh Lành gọi điện, anh có gọi không biết là bác ruột của hai cháu xuống hay sao ấy, bởi vì anh em của hai cháu thì có bác ruột đó thì chắc là có chức sắc và kiểu như là người ta hiểu chuyện đấy nhất ấy. Thì xuống để mời Long đến, bảo ba bà cháu với bác của hai cháu mời Long đến ăn cơm để cảm ơn với cả để nói chuyện về cái kế hoạch làm nhà cửa giúp ba bà cháu như nào. Mình tranh thủ sau khi ngớt mưa đêm qua và sáng ngày hôm nay lại mưa rất là lớn các bạn ạ, nên là cái giai đoạn 2 là ô tô chưa chở lên được. Đầu đường bên điểm trường học kia lại là đường đất cơ, nên là không, vật liệu chưa lên được, nó phải nắng khoảng 3-4 ngày thì vật liệu mới lên được. Chính vì vậy là vẫn phải đợi chờ thôi. Còn hôm nay lên nói chuyện với bác của hai cháu và bà của hai cháu đấy thì chốt lại phương án làm như nào để cho anh Lành anh ấy sắp xếp nhân sự để triển khai. Đi lên nhà ba bà cháu thì ba bà cháu đi cái đường này cứ men theo cái nương ngô lên thôi, còn khá là xa, tận bên trên kia cơ. Khá là rậm rạp các bạn ạ, bởi vì ở đây mỗi ba bà cháu thi thoảng đi lại thôi. Hôm thì đi đường trên, hôm thì đi đường dưới. Nên là cũng chả có lối mòn gì cả. Ở đây bà con trồng ngô, bên dưới thì xen canh bí với cả dưa chuột đi các bạn ơi. Người Long chả thấy có quả dưa chuột với cả quả bí mấy đâu. Ừ, ớm quá. Cái chỗ này độ dốc cao này. Độ dốc cao nó không giữ được màu nên cũng chả có quả. Toàn lá không. Dưa chuột cũng đang là mùa này, mùa dưa chuột này. Đang cuối mùa dưa chuột này, chả có quả. Tưởng có quả, hắn trộm quả nhỉ. Vâng. Em lên em hỏi xem là chú các cháu còn ở trên nhà anh không? Không. Đây, số đây hết rồi. Vâng. Chào anh và chú nhá. À, chào anh. Đây là bác của các cháu đây ấy. Chào bà. Ừ, chào con. Anh nhù đâu? Bây giờ. À, rửa bát chăm chỉ quá nhỉ.
từ nhà anh Lành xuống là cũng vẫn phải đi vòng xuống, đi bộ lên đây nhỉ? Ừ. Chứ đi từ bộ từ nhà anh xuống lại xa. Đi bộ xa. Đi xe. Con mấy là ngon. Bà và cháu chịu khó cắt cỏ ghê nhỉ. Hôm nào cũng đến đây có đống cỏ to đùng để nuôi hai con bò. Đây hai anh này là anh em nhà hai cháu à, con anh dễ, này. Con rể của anh. Con rể của anh này á? Vâng. À. Thế còn đây là anh là bác ruột của hai cháu à? À, bác ruột. Là anh trai của bố hai đứa à? Đúng rồi, anh trai của hai đứa này. À. Anh trai của bố. Anh trai của bố gọi là bác ấy. Đó, bác ruột. Đàn ba là nên hôm trước anh Lành bảo em là bác đi gọi bác xuống để xem bác ấy đúng không? Nhiều vết thá này có ba anh em. À ba anh em. Anh là con cả. À. Con trai cả. Anh là con cả. Thế có bác rồi. Mất bố còn bác còn chú nhỉ. Mấy bố nhu thà là thứ hai hay là út à anh? Bố ba người con trai. Bố thá. Bố là thứ hai. Thứ hai. Ừ. Thế là bên dưới là còn một chú. Ừ, đúng. Trên chú là có trên có một bác. À, thế. Ừ chào con. Trong nhà hơi tối nhỉ. Em đi ra ngoài cho thoáng, vừa đang leo dốc đang thở hổn hển. Ra ngoài cho nó mát. Em nhờ tí. Ra ngoài cho thoáng này, thở tí đã, vừa leo dốc lên. Cũng tranh thủ ra đây để Long cập nhật quỹ. Nóng quá ngủ đây. Vâng em cảm ơn. Quỹ của các quỹ hảo tâm giúp ba và cháu xem đến thời điểm hiện tại được bao nhiêu nhé. Đây bà cháu này để Long xem lại các bạn nhé, bởi vì là hôm trước là quỹ là 36 triệu 100 phải đúng không, 36 triệu 100 này, có thêm anh Hanh ở Vĩnh Phúc 500.000, bạn giấu tên 500.000 đồng, anh 12 triệu đồng là 3 triệu, 3 triệu cộng với 36 triệu 100, 36 triệu 100 này cộng với 3 triệu này. Đó, là 39 triệu 100. Bên quỹ bên chị Huệ Vân và người nhà chị Huệ Vân gửi về nữa, bao gồm có chị Trần Thị Chi gửi về 10 triệu 220 nghìn, cháu Lucky Trần 2 triệu 555 nghìn, chị Maria Quý 2 triệu 555 ngàn đồng, em Trần Ngọc Châu 2 triệu 555 ngàn đồng, chị Chí Kenly 2 triệu 555 ngàn đồng, chị Huệ Vân 30 triệu. Đó thì là tổng là bên quỹ của chị Huệ Vân và anh em bạn bè của chị Huệ Vân là gửi về 50 triệu 440 nghìn, 50 triệu 440 nghìn cộng với 50 triệu 440 nghìn đồng bằng. Đây là quỹ của ba và cháu đến thời điểm hiện tại. Long đang ghi hình vào ngày 13 tháng 7 năm 2024, là quỹ để giúp ba và cháu làm nhà được 89 triệu 540 ngàn đồng. Long dự kiến là xây nhà hết khoảng 90 triệu, trên dưới 90 triệu. Thì như vậy là được 89 triệu 540 ngàn đồng rồi. Thiếu thì không thiếu nhiều đâu. Rất là cảm ơn toàn thể các quý hảo tâm trong và ngoài nước đã giúp ba bà cháu. Còn bây giờ thì vào nhà nghỉ ngơi rồi đợi các ba các chú nấu cơm. Ba bà cháu giúp các chú các anh ấy nấu cơm thì Long vào ăn cơm và nói chuyện về cái kế hoạch lộ trình làm nhà như nào. Hôm trước cũng nói chuyện với bà với hai cháu rồi, với anh Lành sẽ làm chủ thầu công trình. Mà hôm nay có bác ruột của các cháu thì gọi là có người lớn, bà thì lớn tuổi đấy, mà hai cháu thì hiểu chuyện rồi nhưng mà cũng còn nhỏ, nên là có bác ruột ở đây thì sẽ nói chuyện chú đáo và cụ thể hơn. Hy vọng là thời tiết nó ngưng mưa đi, chứ còn cứ mưa như này thì khó khăn trong quá trình chở vật liệu các thứ quá. Cái đêm mưa to lắm các bạn ạ. Cứ đêm là mưa cả đêm, rạng sáng ra mưa nữa. Sang xem dự báo thời tiết mai vẫn mưa.
bà mời nhiều lắm, hôm nay xuống ăn cơm cho bà vui, bởi vì đến giúp bà cũng muốn làm bữa cơm gọi là cảm ơn anh em ấy, kiểu đó. Bí này vừa nhồm thả đi hái ở dưới nương ngô đấy gọi. Long đi từ dưới cái long lên long nhìn mãi chả thấy quả nào, nhưng mà các cháu đi tìm được quen này. Tháng lúc được mấy quả. Con gà này bà nuôi hả ấy? Ôi bà nuôi được con gà ngon nhỉ. Cựa nó dài như này cơ mà. Gà đen. Gà béo kìa. Bà nuôi và cho ăn nhiều ngô béo. Cái giống cho ăn ngô này đẻ ra cái lòng trứng nó vàng nó các bạn ạ. Và gà cái da nó khá là vàng. Cái mỡ. Thưa. Chào hai người đẹp nhá. Thế thì là bố vợ thì bố vợ thì sinh năm 1979, con rể thì sinh năm 1986, thế là gần bằng tuổi nhau nhỉ. Bố vợ trẻ măng, bác của các cháu 1979. Bố của Nhu tháng 1980. À, bố của hai cháu là 1980. Mấy thả chó này. Nó đi ăn uống. Nó chửi nhau một tí cứ đi lá ngó chết. Ba đứa. Chú nhà ta chứ. Anh ấy đang kể về bố mẹ các cháu đấy. Cứ cai nhau một chút, giận hờn nhau một chút, ăn lá ngón tự tử. Ở trên này mà có cái gì mà biến cố cho cuộc sống là nếu mà tự tử là dùng lá ngón nhỉ? Lá độc đấy, lá rừng độc lắm. Lá ngón nó có hai loại đúng không? Một loại có độc, một loại không độc đúng không? Cô cháu đã lấy anh lấy con dâu cho nó để đổi một đứa đã thá lắm vì lấy dâu nhà anh về con ngu đấy phải chừng cái nhau chia đồng về tính đọc hai kia mấy bỏ má kia cứ ăn trên kia cứ chết đưa nên chết cả ban. Anh đang kể chuyện về những cái vụ ăn lá ngón ấy. Cái lần lướt của ba và cháu hơi nhỏ nhỉ. Nhỏ thì giọt một. Mọi người đang ra xem bò đấy. Ba và cháu nuôi hai bò béo lắm. Chăn nuôi tốt thật. Bò này bò dự án hay là bò nhà tự mua đây? Bò nhà. Bò nhà. Chịu khó nuôi nó béo này mà. Béo thật đấy. Béo ăn nhiều Ba và cháu chịu khó đi bắt cỏ lắm. Anh này với chị này là anh em như anh, nào? Anh rẻ. Em là anh rẻ. Anh rẻ là nhiều không? Anh rẻ nhiều. Đây chị gái cả. Con của bà đấy chứ đúng không? Không. Chị gái nhiều luôn mà. Chị gái nhiều với tháng. Chị gái ruột luôn. Chị gái ruột nhiều tháng á? À thế ngày trước kể chuyện thì bảo có anh trai thôi. Không, anh trai anh trai cũng ăn lá ngón rồi đúng không? Vâng. À đây là chị gái à? Vâng. Chị gái ruột luôn. Vâng. Còn đây là anh rể. Vâng. Chồng. Vâng. Thế thì bây giờ hai người ở đâu? Em ở tích dưới. Thế hôm nọ bà kể là không kể hết nhỉ. Vâng.
Bà toàn kể con trai thôi. Không kể con gái. Em đưa em cậu này đi dưới xong là bọn anh lên xong luôn cậu em đưa em đi. Thế ở đâu? Bây giờ vợ chồng ở đâu? Em ở tích dưới cái nhà 3 tầng kia, dưới điện trường Khao Cuồn ấy. Nhà 3 tầng. Không, em ở gần nhà đấy thôi, nhà ấy không phải của em. Tưởng nhà 3 tầng đẹp. Em nhà bé tí mà. Cái gì đấy, cái da này da ấy đúng không? Da bò. Da bò bện thành dây chạc này. Vâng. Dài lắm nhỉ. Làm dây để cày. Yêu tha là có chị gái nhỉ, bởi vì là nói chuyện với người vùng cao như người Mông này là toàn kể con trai thôi. Hỏi có bao nhiêu con thì chỉ kể con trai thôi, không kể con gái đâu. Thì bảo là anh có trên nhiều thà này nó có một anh nhưng mà cũng ăn lá ngón tự tử theo bố mẹ rồi chứ không kể gì đến chị gái. Em tên là gì? Dính. Dính à? Chắc trẻ thôi nhỉ. 2K1. Em đang làm gì đấy? Em đang làm gì để mua cái sừng sau này nó lên bên này kiểu nó mình bán được giá hơn đấy. Sừng kiểu nó cho nó đẹp tí rằng bán được giá hơn. Làm rồi buộc cái sừng vào cho nó mọc đẹp cho nó khỏi cụp xuống à? Vâng. Nó cụp như con kia nó không được giá à? Vâng. Kiểu sừng nó xấu là sừng nó cụp kia là xấu đúng không? Vâng. Còn sừng vảnh lên là đẹp. Vâng. À đây này em ấy buộc cái dây vào hai cái sừng ấy để cho định hình hai cái sừng cho nó thẳng ấy. Chứ nó không bị cụp đâu. Thường thường này các bạn nhìn con bò kia chưa, nếu mà không định hình là nó cái sừng nó sẽ cụp xuống cái tai như thế thì nó xấu, nó bán không được giá. À thế nữa. Bò no thì muốn nó lên được, còn nó bò đúng rồi, bò non thì nó còn xương nó còn chưa cứng. Nhưng này cái nghề nào nghiệp đấy nhỉ, có mẹo hết. Có đực hả? Đực thì bán, sau này bán thôi nhỉ. Vâng. Cái mà để con này bây giờ bán là cũng phải được khoảng 12-13 triệu nhỉ. Vâng. Nếu trước là bò nó có giá thì con này chắc phải tầm 17-18 triệu. Bò đực được giá. Nó còn lớn nữa nhỉ, mẹ nó to kia của mà. Cái này được có hơn 1 năm mà. Ồ, hơn 1 năm đã to này rồi, chính tỏ ba và cháu đuôi ác ấy nhỉ. Vâng. Cho ăn đây. Máng lúc nào cũng đầy ắp cỏ như này. Được. Nói chung là xét về độ chịu khó là bà bảo ban hai cháu là làm ác đấy. Mà vẫn cho các hai cháu đi học là rất là chân quý, đáng quý quá. Quá tuyệt vời. Hai vợ chồng mang bia đến à? Vâng. Vừa bia vừa rượu. Thôi không cho hai cháu nó uống đâu. Bé quá nhỉ. Anh cảm ơn. Bé học hành đấy nhỉ. Để cho nó đội tựa. Bà ngồi đi. Bà ngồi. Nhóc. À. Bà mới có mới ăn sau. Thì bà ăn sau á. Thôi anh phát biểu đi. Thế thì thế sao mức lời cứ chơi chưa nhỉ, rồi đi. Vâng. Cảm ơn nhá. Vâng. Yên lòng nữa. Vâng. Xong nữa xong nữa, chú khỏe nhá. Chú khỏe các anh các em nhá. Vứ bà hay yên nữa. Rồi, chào ba lo mó không có gì đâu. Anh Long với lại xuống đấy cháu rồi, Long đấy, cháu chẳng có gì đâu. Vâng. Không có gì đâu. Rồi. Đó. Chúc khỏe anh. Uống đi. Xin chào. Có xăng cứ thả pháo hồng. Chúng ta có xăng tao đó cả thì bé. Cho bây giờ cho hút chay à mà từ từ tí cho. Ôi hồi rượu này nặng. Rượu nặng lắm. Mới cứ chăng à? Làm được lâu rồi. Rượu nặng đấy nha. Rượu nặng á. Mà như này uống như hôm qua thì say luôn chứ nhỉ. Hôm qua uống trên anh lành may rượu còn nhạt đấy nhỉ. Hôm qua rượu nặng này say lắm. Em với bà ngoại vào ăn cơm luôn đi. Vào luôn cho vui còn rộng chỗ mà. Dừng đi anh ơi. Cứ xong. Đúng. Cho sẽ đóng đi. Cái gì đâu. Ta có khó khăn này. Lấy nó mà.
Bây giờ chị sẽ cho nó nào. Chết đấy chị nữa. Thế này. 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 Mở bia lên nhỉ? Hay mua mua đến rồi thì mở ấy. Mà thấy ngay. Đó, bê mà tại bê. Nhiều thà ăn cơm đi con. Không không có uống bia ăn cơm đi. Ừ, sới cơm ăn cơm đi. Lưng lừ. Không có gì đâu. Cảm ơn em nhá. Mua bia đến. Anh. Chạm nhau tí đi. Tặng chú hai quả dưa à? Được, được. Hai anh em tặng hai chú mấy quả dưa. Chú mày đi hái đâu mà chú tìm từ bên dưới kia lên tìm không thấy quả nào. Em đi suốt dọc đường lên trên này tìm không thấy một quả nào. Nó đi hái được kìa. Hái tặng chú mấy quả dưa. Ngon lắm các bạn. Nông ăn vừa ăn cơm với cả gia đình với bà với chị gái của hai cháu này bảo ăn sau. Ở trên này hay nhỉ, cứ nhường lại cho nam giới ăn cơm uống rượu trước này, phụ nữ này lại ăn sau để phục vụ. Dưa này thì không phun thuốc các thứ gì đâu, trên núi cao này. Mấy món phải chờ tạt đây 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 ngày mai, hôm nay là thứ bảy, ngày mai chủ nhật thì anh Linh bảo bà con một với cả anh đi chợ phiên để mua sắm đồ, chuẩn bị đồ thì ngày thứ hai mới phá trình tường và ấy chứ tặng chú cả chai rượu luôn. Chú cảm ơn này. Chú có uống rượu đâu, tính Linh, anh Linh cầm về nhà anh, trên nhà anh. Thì đằng nào mấy cái lên làm công trình em trở lên đây ăn cơm. Anh có thời gian thì anh ra nhà phòng trò anh Long. Được. Không thấy thì anh đấy phòng trò anh Long không có rượu quá đi. Sang đấy thiếu gì, sang du già nhiều lắm. Hôm nào nắng nắng nhá, hôm nào nắng nắng sang bên em tắm thác. Hôm nay mưa lạnh, không có người tắm. Ngày thứ hai sẽ triển khai là anh Lành cùng anh em gia đình nhà hai cháu sẽ phá trình tường, dọn gỗ ở cái đất cũ đi và làm mặt bằng, sau đó là Long sẽ gọi vật liệu và triển khai xây nhà. Ngày thứ hai sẽ là bà bây giờ mới ăn cơm à? Ừ, em ăn cơm, mới ăn cơm mới cho bà con ăn. Bà ngoại nhỉ? Bà ngoại. Và có lẽ là video này thì Long cũng xin phép được dừng máy tại đây. Một lời trân trọng cảm ơn toàn thể các quý hảo tâm đã dành những tình yêu thương dành cho ba bà cháu. Cảm ơn các bạn khán giả đã theo dõi video này. Còn bây giờ là lời chào và hẹn gặp lại.